buồn nữa anh hỡi, khi tình đã không còn. Đừng buồn nữa anh hỡi, ta chia tay từ đây. Để nước mắt rơi hết, ngày mai sẽ không còn. Nỗi đau rồi tan biến mau. Tình mình mãi xa cách khi anh dịu dàng người. Tình mình đã như thế, anh ơi trách nhau làm chi? Vì chúng ta biết yêu kéo thêm đau buồn. Còn lại đây đêm nay phút giây tình ơi. Đừng buồn nữa anh hỡi, khi tình đã không còn. Đừng buồn nữa anh hỡi, ta chia tay từ đây. Để nước mắt rơi hết, ngày mai sẽ không còn. Nỗi đau rồi tan biến mau. Tình mình mãi xa cách khi anh dịu dàng người. Tình mình đã như thế, anh ơi trách nhau làm chi? Vì chúng ta biết yêu kéo thêm đau buồn. Còn lại đây đêm nay giây tình ơi. Tại vì em ngày xưa nói yêu anh nhiều. Tại vì anh quên hết câu tình yêu. Tại vì sao ngày xưa đã không chân thành. Tại vì em cô đơn lẻ loi tình ơi. Tại vì em ngày xưa quá yêu dại khờ. Tại vì anh nhỏ nhói đã xem thường em. Thứ nhất là cảm ơn Tuyết ở trên này đã mang lại một bài hát mà có khói lạnh làm cho tất cả chúng ta mát hơn. Một tràng pháo tay cho Trọng Vương. Yeah. Trọng Vương thân mến, ngày hôm nay trình diễn đầu tiên, rung không? Dạ, hơi rung một chút xíu ạ. Vậy giờ lắng nghe bài giám khảo nha. Cái eo là có tập thể dục không? Dạ có ạ. Hồi xưa em mập hơn giờ, bây giờ em ốm hơn. Xuống được nhiêu ký? 3,5 kg ạ. Chỉ cho anh Thành với bí kíp. Anh Nam, anh có muốn chia sẻ gì không ạ? Anh thì anh khen, hôm nay là hóa thân phía bên ngoài á, hoàn toàn là anh nghĩ là rất là giống những động tác vuốt tóc hoặc là những cái váy tà của mình á, với từng bước đi là em có sự tính toán rất là tốt. Và đặc biệt là anh thích là lúc mà Steadicam vừa qua á, thì em diễn xuất với Steadicam và với theo cái máy luôn. Thì đúng là cô Minh Tuyết á, là cổ diễn không bao giờ tha những cái cú máy như vậy. Những cú máy như vậy là cổ sẽ luôn níu và ánh mắt nhìn thủng lên của máy luôn. Mà tôi nói bạn nghe nè, ghen qua Nam mới nói bạn mặc gì mà gần giống Minh Tuyết, có nghĩa là tín hiệu mừng cho bạn. Một ngày nào đó Minh Tuyết vắng mặt nếu cảm thấy nhung nhớ, anh Nam sẽ tìm đến bạn. Yeah. Vậy mời chị Minh Tuyết à, cảm nhận của chị. Thực sự
Trọng Vương ơi, nói thiệt luôn, khi mà em đứng trên đó hát thì cái cảm xúc của chị là hạnh phúc thôi. Hạnh phúc vì em không phải là một cô gái mà giả trị, mà là một chàng trai giả trị. Điều đó chị thấy rất là hạnh phúc. Một chàng trai mà hâm mộ mình mà giả mình, cái điều đó là nó hạnh phúc vô cùng luôn. Cho nên nếu mà nói để mà chị nêu ra những cái khuyết điểm của em á, thì chắc chắn sẽ có. Nhưng mà chị không nỡ, bởi vì chị cảm thấy mình hạnh phúc quá rồi. Chỉ là góp ý thêm cho em về cái phần diễn xuất thì em còn thiếu một cái điều mà rất là đặc trưng của chị. Đó là chị hay nhìn lên lắm. Ánh mắt chị hay nhìn lên và nhìn xa xăm lắm. Chị thấy em hay nhìn xuống đất rất là nhiều. Tuyết ơi sợ té, dài cao quá. Thì tại vì cái đó là cái đặc trưng của chị, thì chị muốn góp ý thêm em về vấn đề đó. Cảm ơn em rất là nhiều. Tôi đang chờ đợi một cái bài như là vì em vẫn mãi là người đến sau, yêu em trong nỗi đau. Nhớ nha. Dạ, đây là một gợi ý dành cho Trọng Vương đúng không ạ? Nếu như bạn có cơ hội bước vào vòng tiếp theo, vòng bán kết. Còn ngày hôm nay rất là xuất sắc với phần mở màn vừa rồi của Trọng Vương. Một tràng pháo tay cho Minh Tuyết. Hoàng hôn buông xuống trên mái đâu còn xanh mà tìm trắng lành, chân bước thật mong đời còn gì ngày sau khi đã vắng xa nhau. Đang u sầu đời sao oan trái, một vòng giấy oan trái đêm tình vui sâu. Người tôi thương yêu ra trước công thiên môn, buồn bã cúi đầu không nói một câu, bồi hồi mà nhìn nhau lệ tuôn như sóng trào. Một cánh hoa thắm những đời vui dập tạ tươi, tội này điệp mang cho đến thiên thu muôn đời mà làn không trách. Bởi vì làn không trách nên càng sâu thôi. Xin nhớ học thêm.
em chưa ước ngờ. Vào yêu xin nhớ, người vào yêu xin nhớ. Học thêm chữ các bạn đã hoàn thành xong bài hát của mình. Không biết ngay bây giờ thì chị Minh Tuyết, người rất là thân quen cùng với ca sĩ Như Quỳnh, đang cảm thấy như thế nào ạ? Xin mời chị. Giọng hát của em giống chị Như Quỳnh bây giờ quá. Đương nhiên là không thể nào là 100% được, nhưng mà giống rất là nhiều. Cái ngân, cái luyến lấy của em lâu lâu hơi bị ngút cái hơi đuôi một tí, nhưng hình ảnh của em á thì lại giống chị Như ngày xưa, nên nó làm cho chị có nhiều cảm xúc xáo trộn. Chị nghĩ nếu chị Như nhìn thấy em hát bài hát này chắc chị Như vui và hạnh phúc lắm. Dạ em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết ạ. Cái bàn tay của em, cái hình thái của em và cái câu cuối của em khi em ao, em chỉ có một cái động tác mà tụi chị hay chọc chị á, even chỉ chụp hình cũng vậy nữa. Lúc nào cũng vậy đó. Chị rất từ từ, tay chị lúc nào cũng vậy. Em làm y chang cái điều đó. Cảm ơn em rất nhiều. Mùa 1 chúng ta cũng có thí sinh hóa thân thành ca sĩ Như Quỳnh. Nhưng mà mùa này với sự xuất hiện của Nguyễn Thị Hiền thì anh nghĩ đây là một cái phiên bản khá là hoàn hảo. Và một nhan sắc thế kia trong một cái tà áo dài vô cùng đẹp và duyên dáng, cộng với một cái chất giọng vô cùng ngọt ngào nữa. Em hát cái bài này bằng cả cái tâm hồn và giống như mình đang là Như Quỳnh vậy đó. Cái điều đó nó càng mang đến cái sự xúc động nhiều hơn. Và đúng là từng câu em hát á, câu nào ra câu đó, bản thân anh nghe là anh nuốt trọn từng lời. Bởi vì là em, cái gì nó phát đi từ trái tim thì nó sẽ đến với trái tim. Thì như vậy là nó đã quá đủ để mà hóa thân thành một cái thần tượng mà rất là nhiều người yêu mến. Thì anh nghĩ là chắc là Trấn Thành cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn về những cái phần hát hơn nữa. Bởi vì là idol của Trấn Thành cho nên Trấn Thành sẽ hiểu rõ như thế nào để mà nó có thể tạo nên sự xúc động dân trào như vậy. Xin mời giám khảo Trấn Thành ạ. Thật sự như thế này là tại vì Thành rất là yêu tiếng hát của chị Như Quỳnh. Mà không phải chỉ là tiếng hát thôi, mà cả con người của chị nữa. Khi mình tiếp xúc với chị ở ngoài đời rất là yêu thương chị. Một người rất là đàng hoàng, tử tế, nhẹ nhàng. Có những cái người thần tượng thì đơn giản chỉ là thần tượng nghe và yêu thích giọng hát. Nhưng có những thần tượng giống như là một cái icon, mình gọi là một biểu tượng cho một thế hệ nào đó. Và chị Như Quỳnh là một trong những cái biểu tượng. Nhưng mà chúng ta phải thấy rõ cái điều này, mình nói rất là công tâm, là dĩ nhiên thời gian nó không chừa một ai cả. Dĩ nhiên là chị Quỳnh trong những năm gần đây, có thể là vì những cái chuyện về cuộc sống của chị cũng gặp nhiều cái điều kiện không thuận lợi cho sức khỏe, nên cái giọng của chị cũng có thể nó không tốt được như chị Như Quỳnh đã từng. Và nó mới có cái cách hát mà chậm như bây giờ, như cái vừa rồi bạn thể hiện, không có smooth như hồi trước. Nhưng mà vẫn là Như Quỳnh và tôi vẫn yêu. Có những người mà tới mức độ mà nó không biết với mọi người khán giả như thế nào, nhưng với Trấn Thành thì Như Quỳnh có hát như thế nào thì vẫn là Như Quỳnh, vẫn yêu Như Quỳnh, mãi mãi là Như Quỳnh. Cảm ơn phần chia sẻ của ban giám khảo và cảm ơn bạn rất nhiều. Và mong rằng bạn sẽ cố gắng hơn nữa trong vòng sau, chinh phục khán giả cũng như chinh phục ban giám khảo. Cảm ơn bạn. Biết nói gì
đàn chiêng mình rồi. Bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu đợi chờ, chưa lối đi. Đêm đêm em nhắn gió gửi mây về trái, trao cho anh tiếng hát mình yêu nhau ngày ấy. Này xa nhau rồi mà một hình bóng chưa nhòa trong nhẹ. Tháng chết về năm sao thương con hoài, thương mãi một người. Bao nhiêu câu nói thương nhau trọn đời, chưa phải tháng về nơi đâu. Đêm đêm qua ngõ vắng, đường khuya em một bóng, xưa âm xưa phai nhòa. Một người một lối đi sâu riêng em. Hôm nào mình dìu nhau phố cũ hoa bấy nhiêu, tay cầm tay chung bước nói ngàn câu mến thương. Nhưng hôm nay mình gặp đây phố cũ hoa phai màu, mắt nhìn nhau không nói, ngỡ ngàng như mới quen. Ai nói một câu cho vui cạn sầu, quên đi một người. Xin ta không thấm cũng thương lệ làng, em không chắc còn thấy đâu ngày vui xưa. Nhưng nay ta xa rồi, đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa. Một tràng hoa tay cho Nhã Thân. Với phần hóa thân thành cô Ý Lan, cảm xúc của anh Hòa Nhật Nam như thế nào? Lúc đầu thì anh có nói là anh đang trông đợi cái phần trình diễn này của cô ấy, xin mời anh. Cái giọng hát của cô Ý Lan thì quá sức đặc biệt rồi. Có một cái cách hát tiếp nối từ mẹ của cổ là cô Thái Thanh. Và anh nghĩ rằng là để giả cô Ý Lan thì hồi trước đến giờ anh chỉ nghe Trấn Thành hát hơi làm quá một chút, nhưng mà anh nghe trong đó nó có rất là nhiều màu sắc. Nhã Thanh mặc dù rất là xinh đẹp, hát cái bài này anh cũng thấy là hay, tuy nhiên là để mà thuyết phục anh đây là cô Ý Lan á thì thực sự chưa thuyết phục được. Nó đang lơ lửng phản phất đó thôi. Bài này là bài Biết Nói Gì Đây của nhạc sĩ Huỳnh Anh. Nhạc sĩ này thì cũng gắn liền với rất nhiều những cái ca khúc như là Kiếp Cầm Ca hay là Mưa Rừng. Hình như là cô Tư cũng đã từng... Bài này có hát rồi. Em cũng có hát đó. Thôi, mối tình này là tôi không biết đi vậy đâu. Rồi cái người nữ quay qua trách người nam bận đồ không có hộp giống mình. Phải lặn lội về để tìm cái áo tím này để mặc cho giống người ta đó. Trời ơi, thôi chết. Nói với lại anh một cái bài này thôi cũng của người ta, hát dành tặng cho anh nè. Yêu thương mong manh. Tuyết với lại Thành là trùm phải không? Vậy là trùm, nhưng mà tại vì ở gần cổ nhiều. Tuyết ở gần cô Ý Lan nhiều. Thứ nhất, muốn giả Ý Lan cái hình tượng phải thực sự sang trọng, đẹp. Yes. Cô Ý Lan có nói một câu: con à, dù cô có đi vào bệnh viện, cô vẫn phải make up nha con. Live show của tôi ở Hà Nội, chúng tôi bay chuyến 6 giờ, 4 giờ phải có mặt ở sân bay. Thì thưa quý vị, vào lúc 3 giờ rưỡi, tôi tới sớm để đón mọi người. Tôi thấy một người phụ nữ đẹp đang cầm cái vali đi nhẹ nhàng. Xong cái cô tháo nhẹ mắt kính ra, mắt cô make up đẹp đẽ từ trên xuống dưới, tóc tai làm hết rồi. Cô nói: trời đất ơi, chị Lan, sao mới có 4 giờ sáng mà sao chị lộng lẫy như đi event vậy?
vì Trấn Thành. Một giờ chị đang dậy cho mọi người make up cho chị. Một giờ make up xong, đến 3 giờ chị ngồi để vấn ngấm vào da. Đó là danh ca Ý Lan thưa quý vị. Luôn luôn xinh đẹp và luôn luôn xinh đẹp. Nếu bạn lọt vào vòng trong là bạn phải lựa đồ thật là đẹp, thật là sang, lộng lẫy, đeo vòng cổ hột hột hột. Lần nào cũng vậy tới: trời cô ơi cái này đẹp quá, cô mua mới mua hả cô? Không, cái này là cô mua lâu rồi, chưa có cơ hội cô mang đấy. Bây giờ cô mới lấy ra cô mang nè. Ờ, cái này là lọc hãng nào vậy cô? À, nó là của Chanel. Cô mang giày gì vậy? À, cô mang giày của Christian Louboutin. Cái này là chỉ nói riêng về cái phần bên ngoài. Còn nếu mà nói sâu về phần giọng hát thì bạn còn thiếu nhiều thứ lắm. Và Minh Tuyết nghĩ là Trấn Thành là người hiểu sâu nhất về cô Ý Lan. Cho nhượng lời là cho Trấn Thành. Thành nghĩ là bạn có nghiên cứu nhiều đấy. Bạn có để ý những cái nốt, cái cách cô hát, cái cách cô đẩy âm thanh ra. Nhưng mà thật sự ra đó là vì cổ quá nhiều cái technique và quá nhiều những cái chữ ký đặc biệt trong giọng hát. Cái đặc trưng lớn nhất của cô là gì? Bất cứ bài nào trên đời này cũng vậy, là cổ hát bằng cách nói. Xin ban nhạc cho lại cái bài hồi nãy đi. Biết nói gì đây khi hai đường đời đứng tướng luôn chia đời mình rời. Là bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu đời chờ, chưa quên lối đi. Đó là phải như vậy đó, thấy không? Mặc dù là lên rất là sắc, là bén giọng gió, nhưng mà giọng cổ là giọng thổ. Chính xác. Nó rất là rền. Bao nhiêu đợi chờ. Chính xác. Mà đợi là đợi hát bằng hơi nha. Đợi thì là nuốt vào trong, nhưng chờ là bắn ra. Nó khó tới mức độ như vậy. Những cái âm sắc mà cao mà cổ bị, cổ giống như bị sét vậy đó. Đêm nay anh nhắn son gửi mấy vị chờ anh. Chờ anh. Vậy, một cái nữa. Đó, thấy không? Chào cho anh tiếng hát mình thương nhau sợi đỏ. Đó, nó vậy cơ. Chính nó xác rất là đó. Nhiều những cái chi tiết nho nhỏ mà tôi nói thiệt, nếu ai phải là yêu cô và tưởng tượng mình là cô thì mới hát được, chứ còn nếu mà để mà nghe rồi bắt chước lại làm được. Đi là phải đi giống như là nó nhấp tới nhấp lui. Bạn phải để ý rất nhiều nữa, nhưng mà tôi đề cao bạn là bạn có nghiên cứu, nhưng mà thật sự ra cái âm sắc của bạn nó không đủ. Đúng. Phát âm phải đẹp, chữ nhã nó phải đúng. Luôn luôn cắn cái phụ âm cuối lại, không bao giờ được để khẩu hình mở ra. Dấu thì... hỏi là đúng là tuổi. Đúng rồi, tuổi. Hay là dấu nặng là đợi chờ. Dạ, nghiên cứu nhiều hơn nữa, hy vọng bạn sẽ làm tốt hơn ở cái vòng hòa thanh. Cảm ơn phần nhận xét của các vị giám khảo của chúng ta. Và chúc mừng bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Thương ai xa xứ nhớ nhà.
rất là quê người, ngậm ngùi lòng xót xa, mắt lệ đong đầy vơi nỗi nhớ. Yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh dân cày, yêu người nơi chiến trường. Ta không thể tình nghĩa chương sau. Chị Tư ơi, ở đây có anh Ba, mời chị Tư nói trước. Thật sự ra đó, ở đây hai người hát cái bài này, nếu mà tính về tròn trịa cái bài thì nó rất là hay. Mà cái ý nghĩa của cái bài hát nó cũng hay nữa. Bây giờ mình nói về từng người ha. À, về truyền á, vẫn thích cái tình ở truyền. Mà mắc cười ghê. Không có chuyên nghiệp với mọi người, nhưng xuống giao lưu chào, thấy thương lắm luôn á. Thấy ta làm. Thấy nó rất... làm theo dễ thương. Không phải, nhưng mà cái thật không? Thà trong người đó. Biết không? Chào, làm thấy thương. Chào tranh thủ á. Dạ tôi nè. Thấy cái người nó chân chất, nó thật thà lắm. Giống như là rất là vui khi mọi người như vậy, chứ không phải là một cách biểu diễn mà như là giao lưu với khán giả. Kiểu vậy đó, kiểu cách khác hẳn với anh Tuấn Minh. Đã, nó khác hẳn tại vì Minh đã từng đi hát rồi. Cho nên là Ly vẫn thích cái tình ở anh Truyền. Bài này giọng sáng nha, sáng hơn cái bài, cái vòng trước. Cái giọng nó vàng sáng ra. Và ở trong anh, khi mà mỗi lần mà anh hát cái luyến của anh Sơn á, Ly nói với Tuyết là cái độ mềm mượt ở trong cái giọng, tức là mình luyến được hết tất cả các nốt. Tuy rằng mình hát có nhiều chỗ nó không có giống lắm, nhưng mà nó có cái tình và cái độ mượt trong cái câu hát của mình. Còn nói về Minh, ở Minh nó hội được rất là nhiều cái. Ly nghĩ là ở ngoài Minh hát nhiều show. Nhìn mặt Minh quen quen đấy nhỉ. Minh có mặt ạ. Ở đâu yêu cầu, ở đó có Minh. Ở Minh á, Minh có cái gương mặt rất là sáng sân khấu. Và giống như mọi người nói là có một cái năng lượng tích cực. Khi Minh lên sân khấu, thấy cái sức sống trong một cái con người. Mình chưa nói là Minh hát hay là cái gì hết, là Tuấn Minh, em có cái đó. Sáng sân khấu và em giao lưu, em rất là tự tin ở trên sân khấu. Tất cả mọi thứ nó toát lên, làm cho một người đối diện cảm thấy rất là thích thú. Minh hát á, Minh có cái giọng vang, sáng. Nhưng Minh nên cẩn thận. Tại vì anh Sơn, anh có vào câu đầu đi nữa, nó cũng rất là mềm mại. Chứ nó không, Minh đẩy
lật ra hết cái câu đầu là người ta hết hồn. Chính vì thế mình không phân bổ được cái lực là ở phần sau mình sẽ bị đuối. Và mình bị không có bằng anh Truyền ở chỗ là chính vì mình đẩy lực mạnh quá cho nên những cái luyến của mình á nó rất là dễ bị gãy. Tại mình hết lực rồi và mình không có trao chuốt cho cái hơi mình nó mềm cho nên nó dễ bị gãy, trong khi cái lực của mình rất là mạnh. Chúc mừng tiết mục rất là hay. Cảm ơn giám khảo Khâm Ly. Chắc là em thấy em rất là hâm mộ các anh các chị. Chính vậy em gặp em chỉ muốn nhìn các anh chị thôi. Em thật ra em luôn luôn rất là vui đấy ạ. Em rất vui. Tức là nó hơi bị quá phấn khích hả? Dạ. Anh vui thôi, đừng vui quá anh ha. Mình thi mà. Thế chị Minh Tuyết, chị cảm thấy như thế nào ạ? Mỗi người đều có cái ưu và cái khuyết của anh Ngọc Sơn cả. Nếu mà hai người cộng lại ra anh Ngọc Sơn đó. Đúng. Cái gọi là energy mà lên sân khấu của anh Ngọc Sơn á là Tuấn Minh có. Cái độ sáng vang của anh Ngọc Sơn là Tuấn Minh có. Nhưng cái độ mềm mại cái và uyển chuyển ngọt ngào tình cảm thì Ngọc Truyền, bên Truyền có. Cho nên hai người cộng lại thì ra anh Ngọc Sơn. Cho nên bây giờ làm cách nào? Bây giờ có cách giải quyết như thế này. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho cả hai cùng rớt. Tạo điều kiện cho cả hai cùng rớt. Đó chỉ là một trong những phương án thôi. Đó chỉ là một trong những phương án thôi. Đó không phải là cuối cùng. Hai người đàn ông tôi rất sợ cái đoạn nắm tay đi vô. Thường hai người đàn ông nó đi xuống không? Anh em nhìn nhau, đó, đi xuống này đó. Mời anh, mời đó. Có anh em nắm tay đi xuống nhà ơi. Thiện à. Xuống đây các em kia chào, chào mọi người. Mặt rất là ngại ngùng. Đó là đám cưới nghe chưa? Đám cưới mới làm như vậy nghe. Lần sau bớt đàn ông bớt nhìn nhau say đám bớt nắm tay lại. Sát vô rồi, anh không thấy hôm nay hai cái bộ vết này cũng tông duyệt tông đâu chứ giỡn đâu. Người ta là một cái phiên bản cặp đôi nam thân thiết với nhau. Chắc chắn là hai bọn anh cũng đã có nhiều sự chia sẻ mà sẽ giúp cho mình tốt hơn ở trong tương lai. Và ngày hôm nay chúc mừng tiết mục của hai anh yêu dân tộc Việt Nam. Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Bông mát.
quá. Thái Thanh xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quá tuyệt vời, ngày hôm nay ban giám khảo của chúng tôi là đứng ngồi không yên luôn á. Thế thì không biết là nhận xét của anh Trấn Thành như thế nào, xin mời. Dạ, cho tôi nói trước đi, hơi hào hứng với tiết mục quá này. Bà biết không, tôi rất là mê những cái danh ca mà huyền thoại, tiền bối. Tôi rất là mê những cái người đó. Khi mà bà đứng đằng sau những cái mái tóc trắng mà các bạn khom khom cái lưng, mặc cái áo dài. Trời ơi, tôi nói thiệt, cất cái câu đầu tiên lên nó cảm giác giống như nó sống trong cái không gian đó, mà tôi tưởng tượng là giờ cô đang đứng hát chắc tôi khóc chết. Rất là đẹp, mà hôm nay ai làm tóc bạn cũng quá đẹp, quá khéo, giống dã man mà đẹp khủng khiếp, tôi rất là thích. Cái thứ hai tôi góp ý là nếu lần sau có mặc áo dài nên may cái loại áo dài rộng hơn. Đúng một tí rồi. Nữa. Cô Thái Thanh không có bao giờ mặc áo dài chít ben. Đáng lẽ là đưa cái áo dài rộng đó chứ, nhưng cậu thích chít ben. Dạ, cậu thích. Bỏ cái lén lén chít ben đi. Không có lén kìa chưa, đó. Cái áo rộng nó mới giống đó. Cái thứ hai phải khen Nhã Thanh là bởi vì cái kỹ thuật thanh nhạc bạn quá tốt. Tôi rất thích cái đoạn mà ôi à, ôi à. Đó là đi từ cái quãng 8 trên lòn xuống cái quãng 8 dưới một cách rất là ngọt ngào. Thế nhưng khen phải nhắc, tại vì tôi muốn bạn hoàn hảo. Cô Thái Thanh mà hát cái bài này cũng ngắt ra như cô nói á. Thương em là dừng. Sao rè quá. Thương em từ thua. Không có đúng, không có vô nhịp. Cô Thái Thanh có rè quá vậy. Rè. Phiên bản rè vậy. Bữa nay cổ bệnh. Dạ. Phiên bản radio hơi rè. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Còn chi tiết thì sao? Chứ thấy á, là Nhã Thanh á, ngưng trong cái chữ nhiều quá. Cô á, thì Tuyết dùng từ nhiều hơn là đãi chữ nhiều hơn. Cô không hát là sao thua, cô không ngân liền như vậy, mà cô là sao thua. Yeah. Năm cánh. Cô đãi nhiều cô hơn. Đại. Cô cái chữ cô là cô thẳng ra, xong rồi cô đãi nằm nghiêng. Rồi cô mới đãi ra, chứ cô không là sao thua năm cánh. Cô không có ngân liền như vậy. Mà hồi nãy thì Tuyết thấy bạn ngân nhiều ở trong chữ và hát nó có phần năng động. Bây giờ mình nhõng nhẽo hơn một tí, mình đãi một tí, mình nhẹ một tí thì mình ra cô. Anh xấu, xấu với em. Sao mà Tuyết là tôi nổi da gà ta. Thì luôn, em nghe gì Tuyết nói xong rồi em nhảo người em lên luôn á. Tập trước là cổ còn xuất sắc nữa. Lúc mà hát xong ca cùng với cô Lê Trang. Đúng rồi, với Lê Trang. Wow. Đó, mà cái bài này là anh nhớ là cô Y Lan hát với lại mẹ của cô Thái Đúng Thanh. Đúng rồi. Mà hát có thêm Nụ Tâm Xuân nữa. Và hai mẹ con song kiếm hợp bích á, nghe gọi là rất là nhức nhối luôn. Và lúc nhảy anh Thành có nói á, có những cái đoạn em lên cao, sau đó em lại xuống thấp á. Nó giống y như cái bối cảnh mà mình đang thấy đây, là trèo lên cây bưởi hái hoa và bước xuống vườn cà hái nụ tâm xuân. Là đúng y vậy luôn. Thì anh rất là kỳ vọng em sẽ làm được nhiều điều bất ngờ hơn nữa trong những cái vòng thi sắp tới. Dạ, vòng tràng hấu tay cho Nhã Thanh. Rồi một ngày vắng em,
chân buồn tơi. Rồi từ ngày nhớ em, trái tim không ngủ yên. Ôi xin em hãy hờn dỗi như ngày mới quen nhau. Ôi xin em hãy hờ hững như là đã xa nhau. Rồi một ngày vẫn em bước chân buồn tơ. Rồi từng chiều nhớ em, trái tim không ngủ yên. Thôi xin em hãy hờ dỗi như ngày mới quen nhau. Thôi xin anh hãy hờ hững như là đã xa nhau. Anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh. Giờ tình đã chết hay tình đã xa, anh ơi hãy nói câu sau cùng. Đừng có dối sẽ lần nữa, con tim ta đã chót mang tội lỗi. Một lần yêu ta lỡ mang thương đau, mà thuyền đó lênh đênh chìm sâu. Em ơi xin em hãy sống trong vô tư, cho tình mình đừng có phai màu. Thôi xin không yêu nữa, xin anh không yêu vì trái ngang. Xin không yêu người nữa, xin người bao khát khao đam mê. Trong đêm sâu thẳm, ôi anh thấy yêu được là xót xa. Rồi đêm qua vẫn qua, mà thương nhớ dâng đầy trong mơ. Trong đêm thao thức, hãy dám biết đâu là bóng em. Em ngây thơ phương ấy, xôn xao hoa nắng theo chân em. Anh sẽ không tiếc thương, luyến tiếc bao nhiêu ngày đã qua. Cuộc tình ta sẽ vắng xa. Và ta sẽ vắng xa vì đã xa nhau. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật xa anh mong rất gần. Anh luôn mau rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn nhớ em. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn nhớ.
sinh của chúng ta. Và đặc biệt có sự quay trở lại của quán quân năm ngoái, đó chính là Đan Trang. Không biết anh Trấn Thành cảm giác của anh như thế nào? Em ngồi dưới em cảm thấy anh đang rất là hạnh phúc đúng không ạ? Hạnh phúc chứ, tại vì chúng tôi chọn đúng người. Cái bài này quý vị ít thấy Hà Hồ hát lắm, nhưng mà mình nghe mình biết ở đây là Hà Hồ Ngọc Hà nè. Cái cảm thụ về Hồ Ngọc Hà trong người của Đan Trang càng ngày càng cao. Nó tinh tế lắm, nó không có còn phải thể hiện ra như thế nào, mà nó đến một cách rất là tự nhiên. Và đó là cái mục đích, cái điểm đến của những cái chương trình như là Ca Sĩ Thần Tượng. Và hôm nay chúng tôi trở lại thấy một quán quân thành công vì chúng tôi rất là vui mừng. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành, Đan Trang trở lại với sân khấu Ca Sĩ Thần Tượng. Em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy rất là vui bởi vì là ngày hôm nay em đã được gặp lại chị Khải Như và bốn vị ban giám khảo rất là dễ thương. Em rất là nhớ mọi người và cũng rất là nhớ những khoảng thời gian mà mình thi Ca Sĩ Thần Tượng. Nên ngày hôm nay khi quay trở lại thì em cảm thấy rất là hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc và hồi hộp luôn. Trời, bác nói mà cứ nổi vậy kìa. Thật sự là em cứ tưởng là chị Hồ Hà không? Nghe cái giọng nói luôn. Dạ, Hà Hiển Linh. Anh muốn nói một chút về Đan Trang. Là rất là vui khi mà sau khi Đan Trang đăng quang quán quân Ca Sĩ Thần Tượng thì trong cái hình tượng của Hồ Ngọc Hà, nhưng sau đó Đan Trang đã trình diễn trên rất nhiều những cái sân khấu lớn, và gần đây nhất là chương trình Hoa hậu Miss World Việt Nam, và trước đó cũng một số chương trình thì Đan Trang hát bằng chất giọng của chính Đan Trang. Những cái dòng nhạc khác hát cũng rất là tốt, và những ca khúc về trữ tình, âm nhạc quê hương thì Đan Trang hát bằng chính mình, thì cái điều đó cũng rất là vui. Anh cũng sẽ hứa là sắp tới sẽ tiếp tục dàn dựng cho Đan Trang thêm nhiều cái tiết mục nữa để em là chính em. Em cảm ơn anh rất nhiều. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Nói chung là tất nữa, cả. Cảm ơn bạn Đan Trang đã trở lại với sân khấu Ca Sĩ Thần Tượng. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin mời Đan Trang vào trong nhé. Cảm ơn bạn. Còn hai chàng trai này thì ngày hôm nay tiết mục mở màn đã giúp cho ban giám khảo phía dưới cũng cảm thấy rất là hào hứng. Không biết là ngay bây giờ cảm xúc của chị Minh Tuyết như thế nào ạ? Xin mời chị. Thực sự hồi nãy khi mà Đan Trang bước ra là đã vỡ òa lần thứ nhất rồi. Vẫn không đoán được là Đan Trang hát với ai. Thì Quang Anh, Tuấn Hưng bước ra cất câu đầu lên là dưới đây chúng tôi đã ồ lên rồi. Cảm giác như là Tuấn Hưng bước ra thực sự đang hát. Người thứ hai bước ra làm chúng tôi lại càng vỡ òa hơn. Bởi vì tôi luôn luôn cứ có cái cảm giác là như là ông Đàm Vĩnh Hưng ông nhập cái ông này ấy. Ông hát lên là tôi nghe Đàm Vĩnh Hưng ngay tại chỗ, ngay lập tức. Đó là anh Tuấn Phong. Nói chung là một tiết mục mở màn rất là tuyệt vời. Vào những tiết mục riêng của các bạn hãy thả lỏng mình đi. Bởi vì bây giờ các bạn đã hát rất giống thần tượng của mình rồi. Chỉ là ngày hôm nay các bạn có quên mất mình đi hay không, sống thật với cái nhân vật của mình đang hóa thân hay không. Nếu các bạn làm được điều đó thì các bạn nhất định sẽ đoạt được quán quân trong cái đêm hôm nay của Ca Sĩ Thần Tượng. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết rất nhiều. Thế còn chị Tư Cẩm Ly, mình đang trông chờ ở cái bài cá nhân của các bạn trong cái đêm thi này, nó rất là quan trọng. Và hy vọng rằng những cái khiếm khuyết mà trong suốt một cuộc thi giám khảo góp ý, hôm nay các bạn xóa bỏ cái ranh giới đó không còn nữa, để mình thực sự hóa thân, phải gọi là dùng là trọn vẹn. Và hôm nay Ly rất là mong muốn, giống như cái điều mà Ly ao ước ở đầu chương trình, là Ly ngồi đây Ly không muốn chấm, Ly muốn thưởng thức các bạn đang biểu diễn chứ không phải là thí sinh nữa. Ok, hy vọng rằng sẽ được toại nguyện. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Chúc cảm mừng các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đây là Thái Sơn. Một tràng hóa tay trong phần hóa thân vừa rồi. Chị Minh Tuyết, chị lại cười. Không biết là em có thấy là khi em hát vài câu đầu chị đang múa dưới đây không ạ? Chị múa như vậy nè. Dạ em có thấy. Tại vì khi mà mình ngồi dưới đây mà mình nghe một thí sinh lên thi một cái mà giống ngay một vài câu đầu là mình thấy sướng rồi. Cái sự hưng phấn lên. Cái sự hưng phấn lên rồi. Thì nói thiệt rằng là đúng là em hát giống hồi nãy em hát cái bài mở màn á, thì chị nói với chị Ly ôi không bằng cái cậu từng trước đó, nhưng mà chị Ly thích cái phong cách này. Thì nhưng mà khi em hát cái bài này thì đúng thiệt là em hát rất giống Đàm Vĩnh Hưng mới bắt đầu hát bài này. Chỉ có một điều á, chị muốn chỉnh em một chút xíu, tại vì em giống quá nên muốn em hoàn thiện hơn. Với lại đối thủ em là một đối thủ vô cùng nặng ký, chị nói như vậy nhé. Cho nên nếu em không hoàn thiện chưa chắc em đấu lại người ta, bởi vì cái người đối thủ của em á là bị ăn vô máu rồi. Thì đó, ăn quá trời nên nặng ký hơn đó. Đúng nghĩa đen là nghĩa bóng. Em khi mà anh Hưng anh có cái tật ảnh khi mình hát một cái câu này ông đẩy hơi mạnh á, ảnh kéo microphone ra xa. Nhưng vì ảnh đẩy hơi mạnh và ảnh vẫn kéo dài câu đó nên ảnh mới kéo ra xa.
chị có cảm giác là em kéo theo cái động tác anh Hưng, nhưng cái giọng em lại tắt sớm, cho nên nó bị ngút lẹ lắm, nó không nghe được cái đuôi của nó. Thì em cẩn trọng những cái lần mà em làm như vậy, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nói về động tác của em, đúng là em bắt chước động tác của Đàm Vĩnh Hưng, nhưng nó vẫn không có cái thần thái của anh Đàm Vĩnh Hưng. Nó vẫn là nó chưa được tự nhiên lắm, đúng không? Chính xác, nó vẫn là em đang cố tình bắt chước. Tại sao chị nói quá chi tiết như vậy? Vì cũng nhắc lại một câu, đối thủ rất là nặng ký của em, cho nên chị muốn em phải thiệt là perfect thì mới đấu lại. Mà nếu được như vậy thì sẽ có một tiết mục vô cùng đặc sắc vào vòng trong. Nhưng mà em yên tâm, chị nghĩ là tại vì đúng là chị Tuyết nói như thế, nhưng mà mình đang hóa thân mà. Còn cái của Hưng là cái từ trong người nó phát ra thì nó phải tự nhiên hơn mình rồi. Em cố gắng, và chị hôm nay đặt niềm tin vào Thái Sơn rất nhiều. Chị rất là mong sẽ được nhìn thấy em sẽ tiến bộ hơn và sẽ hoàn chỉnh Đàm Vĩnh Hưng hơn. Với lại bạn phải hiểu nhé, khi mình làm cái động tác nào nó phải có ý nghĩa của động tác đó. Đôi khi mình chỉ biết tập trung vô động tác, cái mình quên đi là cái động tác nó ở chỗ đó nó có nghĩa hay không. Ví dụ bạn là cái đoạn anh đâu hay tìm anh chỉ có là bạn quay vậy. Nhưng mà bạn phải hiểu là đôi khi anh Hưng anh quay là anh có lý do của anh. Có là khi anh quay là để kéo cái mi nó ra xa một tí để nó bớt cái chữ đó cho nó vuốt nhẹ cái chữ đó, cho như là kiểu mà mình phát ao vậy đó, em hiểu không? Thì khi mình vuốt là để cái chữ em nó đủ mạnh để vuốt thì nghe nó sẽ nhỏ hơn. Còn bạn có chỉ có mà bạn để vuốt tuốt ngoài này thì cái chữ em nó không nghe luôn. Em kéo ra cái em tắt mất tiêu rồi. Đó, nghe em hiểu không? Nên động tác vuốt ra là mình phải hiểu vuốt vì cái gì, chứ không phải là tới đó là bạn phải vuốt là vì anh Hưng có động tác vuốt. Mình phải nghiên cứu cái đó. Cái thứ hai, anh sẽ hoài cô đơn ơi em, anh hát cái em, thấy không? Nó có những cái chữ mà em, bạn phải phát âm được cái chữ đó rất đặc trưng của anh Hưng, tại vì anh Hưng là người miền Trung, đúng không? Nên anh sẽ không phát âm là em như mình bình thường mà là em, anh, em. Đó, về chú ý những cái chữ đó. Và tôi thì tôi muốn thấy bạn đấu với cái bạn Tuấn Phong. Tại bạn Tuấn Phong thì cái bạn nó quá lợi hại. Và thật sự ra nếu có một đối thủ lợi hại như bạn nữa thì quá xuất sắc rồi, đúng không? Nghe là tự nhiên mình có Hưng thờ mười mấy năm trước với Hưng bây giờ đấu với nhau, ôi trời ơi, nó tuyệt vời lắm đó nha. Xuất sắc lắm ấy. Xuất sắc lắm đó nha. Chị Tư ơi, Tuấn Phong của những tuần trước và Thái Sơn của tuần này như thế nào hả chị? Lúc đầu là ly ra bốn người là ly ra, tôi thích anh này, ngày tôi chịu và tôi đang trông chờ để em sẽ biểu diễn như thế nào. Bài hát này em hát giống Hưng ở những cái năm đầu tiên mà Hưng hát cái bài này nè. Nó vẫn là có một cái nội lực, nó vẫn gằn, nhưng nó không có phải là như bây giờ. Hưng hát nó rất là gai góc, nhưng mà cái bài này tính ở cái thời điểm đó thì em hát giống Hưng. Em rất là kỹ. Hưng hay hát mà cao hay cái gì Hưng hay nhướng cái chân mày lên như thế này nè. Đó, ảnh cúi xuống nhưng mà ảnh hát nhướng lên vậy là có hết. Những cái lúc nhắm mắt rồi làm cái này nè, thì lại những cái đó thì em đã có rất nhiều và rất là kỹ lưỡng khi là móc lại tóc à. Móc lại tóc gì nè đó. Dạ. Rất cái kỹ và cái mái tóc của anh Hưng. Nói chung là chị thấy em có cái màu sắc của Hưng và cái phong cách của Hưng, chị thích. Vâng, xin được cảm ơn tất cả những ý kiến đến từ các vị giám khảo của chúng ta và một lần nữa chúc mừng bạn. Tình hơn anh biết, nhưng anh thấy giờ em không còn yêu anh. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà em khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Quý các bạn đang đến với một sáng tác của nam ca nhạc sĩ khác biệt, bài hát được mang tên Tìm Lại Bầu Trời.
Anh cứ cố gắng, tại sao vẫn cứ xa vời? Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi. Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi, tại sao giờ chúng ta lìa đôi? Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày? Để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh đưa về. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn ai điên, nhưng anh thấy giờ em không còn yêu ai. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà anh khi chưa quen em thấy anh vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Quý vị đưa anh em đi thật cao lên nào. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà em khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà em khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Một tràng hót tay cho Quang Anh. Này, nói nghe này bạn ạ. Bạn gặp một cái vấn đề cực kỳ lớn, rất là lớn. Vấn đề này rất là nghiêm trọng. Đó là càng ngày bạn hát càng hay. Trời đất ơi, anh ơi, gì ngang ngược vậy? Vấn đề lớn luôn hả? Rất là lớn. Từng vòng bạn từng tiến bộ và tôi càng ngày càng thích bạn nhiều hơn. Cá tính bạn cũng thú vị và bạn hát cũng hay. Và bạn càng hát càng tình cảm. Cái độ tình trong bài hát bạn có, cái đó khó lắm. Bắt chước người ta mà còn tình được như cái người ca sĩ gốc là rất khó. Và hôm nay bạn thể hiện rất là sâu lắng cái bài này. Nhất là cái đoạn cuối bạn knock out rất tốt. Rất là tình cảm mà người ta nghe, người ta có thể xúc động được. Đó là thành công. Một tràng hoa tay, cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Dạ, xin mời chị Cẩm Ly ạ. Hôm nay thì tốt hơn tuần trước rất nhiều. Cái lỗi mà không có kiểm soát được cái khi mình đã, hôm nay đã làm được, đã làm chủ được cái giọng hát của mình, hát những cái đoạn cao. Nhưng mà Ly vẫn thích Quang Anh hát ở những cái lúc mà nhạc chậm á, thì nó rõ cái âm của Tuấn Hưng nhiều hơn. Là những cái đoạn nhanh là mình dễ bị lướt qua, nó không có nghe rõ được. Ở Quang Anh, Ly muốn, tức là bây giờ giọng hát của mình đã tốt, mình đã kiểm soát được, thì bây giờ ở đây cái hình thể chưa thích lắm nha. Đúng. Nó chưa có lãng tử và nó thoải mái như Hưng. Tức là hơi bị gò, đặc biệt mình nhìn kỹ là ở cái phần chân của mình, nó cứ cái chúm chím mà nó cứ không được thoải mái. Hưng là rất thoải mái. Cái đó là cái thứ nhất về cái phong cách. Cái thứ hai nữa, cái gương mặt Hưng rất là thoải mái và cái mặt hát rất là feeling, rất là lãng tử, rất là bất cần luôn. Còn ở đây mình bị còn nghiêm quá, mình đang cố gắng. Thì Quang Anh còn thiếu hai cái đó. Bây giờ mình ổn định được giọng hát, mình cố gắng nếu vào vòng trong kỹ hơn, hình thể giải phóng thoải mái. Chân thành cảm ơn chị. Chỉ là em muốn
Một tràng pháo tay cho Minh Phúc. Yeah. Chúng ta vừa đến với ca khúc Để Cho Em Khóc, một sáng tác của nhạc sĩ Phúc Trường. Trường sao em khóc vậy bé? Khóc rồi nè. Thôi, em rung rồi quá nè. Đừng lo, mọi người thích em lắm, em đừng như, lo. Như Để Cho Em Khóc. Dạ. Để Cho Em Khóc. Đừng dỗ. Như ơi, Như ơi chết Như, rồi. Như chị để rồi. Cho bạn ấy thỏa với cái cảm bé. Xúc của mình hiện tại. Sao vậy cơ? Bé, sao khóc vậy? Em hạnh phúc quá. Thấy chưa? Hay không? Sao vậy? Hạnh phúc. Em được hát cho chị Tuyết nghe. Em được hát cho chị Tuyết nghe. Trời ơi, thương quá. Dễ thương dễ sợ. Thương quá à. Giỏi lắm. Quý vị cho em một tràng pháo tay thật lớn nữa không ạ? À? Thật sự là Tuyết biết em, bởi vì em là fan ruột của Minh Tuyết và thường hay giả Minh Tuyết ở trên Facebook. Tuyết thật sự là không có ngờ rằng là em đến đây dự thi cái chương trình ngày hôm nay. Rồi, mời Phúc quay trở lại sân khấu ha. Thương chị quá ha. Em mê Tuyết rồi nào. Dạ, em không có mê, em bị lậm. Trời ơi, bị lậm luôn. Nhưng mà bây giờ hỏi nè, có chắc là thuộc hết bài của Tuyết không? Dạ thuộc hơn 90% mà. Thương quá vậy ta. Tất cả những bài hit của chị là em thuộc hết và em diễn luôn. Thành hồi chưa nãy... thấy nha. Bận đồ Minh Tuyết mà diễn thì hết sảy nữa đó. Hồi nãy hát lên cái câu đầu tiên tôi nói phát nó cái đầm, phát nó cái đầm. Trời ơi, phát nó cái đầm nó bung lụa cho coi. Trời ơi, mặc bộ đồ này mà bước như là đang mặc đầm xẻ tà trời vậy đó. Ơi. Xuất sắc em ơi. Nói chứ thế này, những cái sự hoàn thiện là những cái chuyện mà bạn sẽ làm ở những dòng sau. Ở dòng này có những cái va vấp nhỏ xóa mờ cho qua hết. Bữa nay á là có những cái câu á mà thả ra là y chang Minh Tuyết luôn chứ không phải không đâu nha. Em về em để ý cái chính tả của em. Em chỉ cần phát âm đúng nữa thôi là em sẽ rất là giỏi và rất là xuất sắc luôn. Em đừng có hát là vì em vẫn mãi là người đến xa, mà Tuyết là vì em vẫn mãi là người đến sau sau. Là cái chữ U nó đóng cái miệng lợ nghe. Phát cho cái đầm là Tuyết nhập em liền nha Kinh nha. Dạ em cảm ơn anh Thành. Mê lắm đó, triệu like. Cảm ơn Trấn Thành rất nhiều. Em có thêm động lực rồi đúng không? Bây giờ em nghe nè, em nghe thần tượng của em nói nè. Thế chị Tuyết, anh Thành nói rất là đúng. Em cũng còn có rất là nhiều cái lỗi ở trong lúc mà em hát. Nhưng cái thần thái của em á, nó rất là giống chị. Hồi nãy Tuyết chết cái đoạn mà xăng tô mà nó đi lên nè. Đi lên nè. Xong quay một cái, trời ơi, mà Tuyết quá chết cái đoạn đó. Đi ra lại cái vụ đó coi. Bước ra rồi. Lúc em bước tâm xuống trạng nè. Rồi tâm trạng bước xuống ra. Đúng rồi. Tâm trạng đúng rồi. Và sau đó, không, tôi không gần với anh nữa. Tôi đi đây. Trời ơi. Cái đoạn đó mới chết người ta. Cái thần thái của em á, nó làm cho mọi người quên đi hết. Và chính bản thân chị cũng quên đi. Và chị cũng hiểu một điều rằng là chị là giọng nữ, em là nam, mà lại giả giọng nữ thì cái độ cao của mình rất là khó. Để mà vừa phải giả cho giống cái giọng của chị, mà vừa phải hát cho đúng cái nốt, cái cao độ thì nó vô cùng khó cho một người nam. Cho nên chị rất rất là thông cảm cho em. Với lại giả chị cho nên chị bỏ qua hết. Sao cũng được. Nhưng mà nè, cái người mà hiểu chị nhiều nhất, cái người mà nhìn thấy từng ánh mắt của chị, từng cái đưa tay của chị, tôi nổi da gà nè, từng cái lắc người của chị, trời ơi, đó không ai khác chính là đạo diễn đẹp trai nhất nước Việt Nam. Xin mời Hoàng Nhật Nam. Ghê quá. Cái show này bây giờ yêu thương nhau lộ liễu quá. Thành ơi, anh đã có thể phát biểu được chưa Thành? Dạ dạ, em mời anh bới đầu. Dạ. Ca khúc mà Để Cho Em Khóc này với những bài hát khác của cô Minh Tuyết toàn là những cái bài mà nó rất là ray rứt, những cái đoạn mà bỏ nhỏ và thủ thỉ giống như là để mà tâm sự thì em làm rất sâu sắc. Và đặc biệt là hôm nay trong cái vòng đầu thì mình chưa có phục trang, nhưng mà từng cái vóc dáng, những cái bước đi của em, đặc biệt là có cái đau bụng nữa. Không muốn tên. Cái đó anh gọi là đau bụng hả anh? Anh chỉ nói vui thôi, thì có những cái diễn xuất nhún và đưa tay làm cho bốn giám khảo chúng tôi cảm thấy rất là hào hứng. Chắc chắn là nếu như em hóa trang toàn bộ luôn về mặt make up rồi mặt trang phục nữa thì anh nghĩ là cái sự cộng hưởng nó sẽ lên nhiều hơn nữa.
cây đàn, dần mình tâm với cây đàn. Người ơi người ơi, tình ơi tình ơi, đắm vỡ cây đàn dần đời bạc trắng như phôi, dần người điên đảo quên lời. Đắm vỡ cây đàn dần người con gái yêu đàn. Buồn ơi buồn ơi, làm sao để nguôi, đắm vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen, dần đời trở như bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn. Em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta. Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tỉnh đi tìm theo học đàn. Sau một năm trường tôi trở về quê trong xóm tin nàng. Nàng đâu nàng đâu, nàng đâu nàng đâu, người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh rồi cùng xây đắm gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi không thương mình. Đời ơi còn chi đàn ơi biệt ly, đắm vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen, dần đời trở như bàn tay. Đắm vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen, dần đời trở như bàn tay. Hiện diện trên sân khấu của chúng ta có những vị giám khảo rất thân với ca sĩ Quang Lê. Đó, đó là ca sĩ Minh Tuyết. Kinh họ hủng. Thân đến mức độ họ cùng ốm và cùng tăng cân như nhau. Những câu chuyện xoay quanh về Quang Lê thường là những câu chuyện về ăn uống. Nó đã trải dài suốt mùa 1 và mùa 2 lại bắt đầu rồi quý vị ạ. Bây giờ đừng bàn về anh Quang Lê tội nghiệp ảnh, hiểu dạ, không? Tại vì NASA rồi báo xuống cho anh biết là Quang Lê hiện nay là trên 100kg rồi. Nên là bây giờ mình cứ bàn về đó tội nghiệp ảnh. Mà bây giờ chị Tuyết một lát nữa chị sẽ chia sẻ rất nhiều câu chuyện về anh Quang Lê, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà chị tin chắc là bạn sẽ gặp nhiều phiền phức với lại ca sĩ Minh Tuyết, là bởi vì đây là người ta là bạn thân nên người ta hiểu rõ. Với góc độ của Xin á thì chỉ nói như thế này thôi. Trước tiên phải khen bạn. Bạn nhỏ, thấy không? Bạn có 20 tuổi đầu, đẹp trai, cao ráo, mặt như Isaac mà đi lựa Quang Lê là hình tượng là thấy ngon rồi, thấy không? Hát giọng Quang Lê thật sự nha, không phải dễ bắt chước. Bởi vì quá sạch. Âm thanh quá sạch, quá hay thì đòi hỏi cái người ca sĩ bản thân giọng phải đẹp cái đã. Cái thứ hai là bạn hát thiếu sự say mê và chủ động. Quang Lê hát không? Chuyện ngày qua tôi gặp người em gái là bạn vui hết sợ vui. Thì em cũng phải để ý những điều đó nha. Chứ còn thật ra đối với anh thì em có cái tiềm năng, nhưng dĩ nhiên nói sâu hơn là chị Minh Tuyết sẽ biết được những cái khuyết điểm của em. Cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành, xin mời ca sĩ Minh Tuyết ạ. Thứ nhất cái mà chị thấy là chất giọng em nó không giống Lê chút xíu nào đó. Chất giọng của Lê á nó trong và nó sảng sảng ra lắm. Còn giọng của em nó hơi ấm ấm và đầy hơn một tí. À, rồi cái thứ hai nữa chị phải dùng một câu là Quang Lê đó, ngoài cái giọng đẹp thì Quang Lê xử lý rất tinh tế và hát rất chuẩn. Vì thế muốn bắt chước Quang Lê vô cùng khó. Cho nên đó là một cái điều vô cùng cực khó cho em. Mà với chị nha, chị thấy em
không giống Quang Lê rất nhiều luôn. Và nhất là cái bên ngoài em lại càng không giống. Có nghĩa là Quang Lê đang thần tượng em thì đúng hơn, bởi nó ao ước sẽ có được cái tướng giống như em. Trời dễ đất thương. Ơi không những chỉ có bí cho thí sinh mà còn tác luôn thần tượng người ta. Bây một giờ nhắc trai. Nhẹ về cái chuyện ngoại hình của ca sĩ Quang Lê, dạ. Chúng tôi tạm thời gác cái thời điểm này lại. À, năm 17-18 tuổi lúc mà ca sĩ Quang Lê còn khoảng 100 kg hả? Gì? Không, hiện tại là khoảng 100 kg, như là mọi người nói là cái dao động thôi. Không, nhưng mà trước đây anh ta từng mập như thế. Mình hiểu Khả Như, Khả Như nó nói là anh Lê đã từng có một cái ngoại hình, dạ, sắp xỉ một tạ mấy. Thì ảnh mới bắt đầu ảnh muốn vào một trung tâm ca nhạc. Ảnh phải tìm mọi cách để ảnh gầy gần như chứ em chưa một được như chút thế này. Thì để ảnh vào được trung tâm. Và sau khi ảnh thành danh, ảnh tìm lại chính mình và ảnh trở lại. Cho nên là trong cái giây phút này thì em nghĩ là chúng ta nên vinh danh cái khoảng thời gian mà anh ấy đã từng gầy gần giống như bạn này bằng một bức hình mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn ngay xin ở đây mọi rồi ạ. À. Xin mời ạ. Trời ơi. Wow. Đây là Quang Lê. Thời điểm đây là thời điểm đây. Quang Lê đây là lúc mà Trấn Thành hát bài Sương Trắng miền quê ngoại. Bây giờ Trấn Thành sẽ hát một bài vinh danh. Dạ vâng, một bài vinh danh giống như anh Quang Lê, giống như các chương trình Oscar mà quý vị vẫn thường xem. Nhìn vào Quang Lê nè. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, cho tôi tìm lại ngạnh cũ năm nào. Ngạnh cũ năm nào. Nhưng mà quý vị ơi, quý vị em phải thương Quang Lê. Lê á, vì cái cơ địa của Lê á, nếu mà Lê ăn ít á, Lê khó chịu lắm. Và Lê khổ là cái bản thân của Lê á, là Lê rất thích ăn mỡ. Và cái ngày mà Lê muốn được ốm như vậy để được vào trung tâm hát, để được trở thành ca sĩ, Lê phải làm tất cả mọi thứ có thể, thậm chí nó ảnh hưởng đến cả sức khỏe của Lê luôn á, thì Lê mới có thể được có ngày hôm nay. Đó là một sự hy sinh vô cùng lớn. Nghe thương quá. Thiệt. Cho nên mọi người ơi, hãy thương yêu chúng em, những người nghệ sĩ rất là mê ăn. Dạ. Một gạo tay. Hai chị em tụi tôi nói với nhau rằng nếu chúng tôi không phải là nghệ sĩ thì hiện nay tình trạng của chúng tôi là cỡ má giàu. Thiệt. Trời quý vị ơi, trên đời này nó có những cái thứ nó cám dỗ dễ sợ, đồ ăn mà quý vị không bao giờ mà... Nói chứ không bao giờ hết. Không, thiệt á, chết đồ ăn. Phải hiểu. Cả nhà ơi, có những... Đây, phía sau lưng. Có chứng. Đây, ca sĩ Minh Tuyết. Ở đằng sau lưng của ca sĩ Minh Tuyết là đồ ăn, đồ uống. Và đằng sau lưng của nghệ sĩ Trấn Thành là trà sữa nha mọi người nha. Rồi, chè. Không. Rồi, chưa hết. Trái cây, giảm cân. Nước rồi, mát. Đây rất nhiều nữa đây. Ủa cái gì vậy? Mất mặt chúng ta quá mà. Không mà phải nói. Mấy đứa phục vụ chị kỳ cục quá. Ăn xong không chịu dẹp để sau lưng cái gì. Mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa, mà vì sao đôi khi anh thấy yêu đương mình quá mong manh. Người hãy tìm mình tự nhiên như áng mây trôi về đâu, vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu. Lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế, dù mai đây đôi ta đâu biết yêu đương mình sẽ ra sao. Người hỡi, tình mình tươi như những tháng năm kia đổi thay, hãy yêu nhau để có nhau. Love.
về đâu. Lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế, dù mai đây đôi ta đâu biết yêu đương mình sẽ ra sao. Người hỡi, tình mình tươi như những tháng năm kia đôi thay, hãy yêu nhau để có sao vậy anh? Phút cuối cùng phải làm gì mà anh đứng sau ghế luôn rồi? Chưa ăn cơm chiều. Sợ bị mệt quá. Mệt, hiểu rồi. Và một tràng vỗ tay nữa dành cho hai thí sinh của chúng ta, Trọng Vương và Quang Anh. À, Trấn Thành, chuyện gì xảy ra với anh vậy? Cái đoạn mà xém hung quá tôi hết hồn. Dạo này già yếu nhìn cái đoạn nó lên máu dữ lắm. Bữa nay giờ giống như là trung tâm tiệc cưới vậy đó, cái ghê không trời. Trắng nõn, nguyên một cái sân khấu trắng nõn hết trơn. Anh Xìn ơi, trước khi anh nói, em sẽ được làm sáng tỏ cái vụ này. Em muốn bảo vệ cho chị Minh Tuyết. Minh Tuyết có bị ai xâm hại mà em bảo vệ? Em bảo vệ chứ. Người ta đã biết tông xịt tông ngày hôm nay là tông trắng. Người ta lựa chọn một cái đầm thiệt là lộng lẫy, có đính kim sa theo ý của chị Minh Tuyết. Vậy mà đây là nhân vật đã cướp cái đầm của chị Tuyết. Chị Tuyết không có đầm không lên sóng được. Là bả đó. Thì ra là em. Trọng Vương, em giang dựng hiện trường cho Minh Tuyết nổ bánh xe và xé đầm Minh Tuyết đúng không? Bây giờ anh lại đọc thơ Minh Tuyết đây. Đọc thơ. Như ơi, Minh Tuyết chưa đâu, chưa đâu. Ủa, chưa hả? Em chưa biết được nội dung lá thư như thế nào đâu. Chị Tuyết chỉ nhị màu lắm. Nếu như thí sinh hát hay quá, Trấn Thành hãy nhờ hai MC lên đứng tùm lại một chỗ, đừng ai ngồi chỗ của Tuyết, để thí sinh có cơ hội tỏa sáng hơn. Anh Thành, Minh Sù, chị Như, anh Thành. Chỉ có cách đó mới hết nhạc được thôi.
xuống. Vâng. Em tỉnh táo lại chưa? À, kính thưa tất cả quý vị, và bây giờ sẽ là phần nhận xét của ban giám khảo dành cho tiết mục song ca Yêu Thương Mong Manh. Và đầu tiên chắc chắn phải mời giám khảo nội tâm của chúng ta. Đúng. Ôi, hãy nhìn lại hình ảnh người yêu của anh trên sân khấu đi. Đây là anh Trọng Vương hôm nay xuất hiện trên sân khấu đã làm cho tôi nguôi ngoai nỗi nhớ về Minh Tuyết. Xin cảm ơn anh. Bởi vì hôm nay Trọng Vương á, chọn cái chiếc váy này với lại cái mái tóc và tạo hình của em á, rất là giống cô Minh Tuyết. Và chính nhờ cái trang phục và cái hóa trang này á, làm cho em hóa thân và nhập vai hoàn toàn. Và cái câu hát đầu tiên của em á, là dưới này ai cũng đều vỗ tay và tấm tắc. Anh chỉ có nhắc nhẹ một chút xíu thôi, là cái lúc mà em đang đi chơi vơi, tìm kiếm một cái hình bóng nào đó để mà sau đó vào trong cái lồng chim ở chính giữa, em cần tiết chế một chút xíu, em đi nhẹ nhẹ một chút nữa thì nó sẽ thơ hơn, nó lãng mạn hơn. Lúc đó em cứ đi chập giống y như anh nghĩ là giống như say rượu á, thì nó mất đi cái sự lãng mạn của cô Minh Tuyết. Còn lại thì anh rất là thích em ngày hôm nay. Còn về phần hát như thế nào thì các giám khảo sẽ nhận xét. Anh Trấn Thành, trong khi đạo diễn Hoài Nhật Nam chúng ta đang chia sẻ những điều rất là tâm tư, thế anh đang làm gì với không, fan không? Anh đang ngồi, em bị phân tâm bởi như nhà bếp nó xịt cái mùi bò kho lên. Anh nhà bếp mà xịt cái mùi bò kho gì? Nó sọc lên, làm cho anh hửi, em bị phân tâm quá, đang đói, tại nãy nó chưa ăn cơm. Thành, bò kho nó nấu đã. Thành, em không hài lòng gì về anh trong phần nhận xét vừa rồi. Có, thật ra không phải là do anh không có gây chú ý mà do bò kho nó chú ý hơn thôi. Thôi bây giờ trở lại hai em. À, cho anh nói tiếp nữa. Anh chưa nói Quang Anh. Anh nhận xét rất nhanh thôi. Quang Anh hôm nay rất là lịch lãm, rất là manly, và anh rất rất thích cái giọng hát của em luôn. Rất là nội lực và rất rất thuyết phục. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Không đồng ý. Vì sao anh không đồng ý? Bò kho lên tiếng, bò kho lên tiếng, bò kho lên tiếng. Tại vì hôm nay Quang Anh những câu đầu thuyết phục, bắt đầu vô giữa hết thuyết phục. Vì sao? Vì bạn bị cái cảm xúc giống như bạn Mỹ Tâm bị cuốn vào cái bài hát, bạn quên cái cá tính của Tuấn Hưng. Lúc đầu bạn cắt ra những cái câu đầu tiên, tôi với chị Cẩm Ly nhìn wow wow, nghe nó đã lỗ tai, mà nó 100% Tuấn Hưng. Hát hồi bị quên. Bạn Minh Tuyết á, xà bà quá vô xà cái lại. Lòng bà chà nát cái lòng ở trong. Rồi cái ông này ở ngoài ông bị quên. Các bạn diễn nhìn nhau là tốt, nhưng các bạn phải biết ăn gian cái mặt ra cái máy quay để khán giả họ thấy được mình diễn cái gì. Bây giờ bạn hát là giùm tôi cái đoạn điệp khúc mà Tuấn Hưng nhất xem nào. Thái độ. Người yêu nhé, nhìn anh lần nữa, hứa một lời sẽ mãi bên nhau. Đó, ok. Khi hát hồi nãy phải là được như vậy, phải thái độ diễn thì diễn nhưng vẫn phải là Tuấn Hưng. Cái người thứ hai là bạn làm Minh Tuyết, Trọng Vương. Nhìn cái ánh đèn lờ mờ, bạn là Minh Tuyết 100%, cho đến khi đèn nó sáng dần. Thực tại của tôi lại trở về với con người của tôi. Để tôi nhìn vào cái gương mặt của bạn, make up của bạn, để tôi chợt nhận ra Tuyết cũng không tồn tại lắm đâu. Nhưng mà vấn đề nó nằm chỗ là thái độ, biểu cảm, di chuyển này nọ rất Tuyết. Nhưng mà thế này, hình như do cái bài này nó phải cân tông nam nữ, mà hai bạn đều là nam nên không thể mà cân cái tông nữ như kia thì cao quá. Nhưng phải cao hơn chút xíu thì Tuyết sẽ ra cái giọng sáng hơn, thì sẽ ra giọng nữ hơn. Nhưng mà có âm sắc của Tuyết, có cách xử lý của Tuyết. Đó là cái điều các bạn làm rất tốt. Cái đó là nghệ thuật diễn xuất. Nghệ thuật diễn xuất cực kỳ chuyên nghiệp ra sân khấu. Nhưng mà với tôi hôm nay đây là một phần trình diễn hay. Em cảm ơn Trấn Thành và anh Hoàng. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Giám khảo Cẩm Ly, chị nghĩ sao ạ? Đây là một cái áp lực rất là nặng đối với Vương. Vì lần trước á, em diễn với bạn Lâm Trường á, anh cũng không có chịu. Anh nói nó làm sao á. Và bây giờ hôm nay Quang Anh là Tuấn Hưng với em, anh cũng không đồng ý. Anh cũng cảm thấy nó làm sao. Mà chị thấy những cái đoạn đó, những chị khen là khen những bạn nam đó, tụi em diễn rất là tốt. Nhưng mà tại anh Thành cứ hay sao, có nghĩa là bây giờ em phải làm như sao? Nếu mà em đi vào vòng trong thì mới làm sao mà em thuyết phục, khi anh không thấy cái cảnh đó anh không khó chịu nữa. Em mới phải là hay. Nữ tính hơn, em đủ lady để anh cảm thấy là ý này cưng nè, chứ không phải là mình nhưng thấy... mà ít nhất mình cũng phải xóa cái ấn tượng ban đúng đầu rồi. Đi chứ anh cứ dán cái mác ra ngoài anh chị, khó chịu là sao? Chị Ly, em thông cảm với anh Thành, là tại vì em xin phép em gọi là cái chị này mà chỉ đứng một chỗ á rất giống chị Tuyết, nhưng mà khi chị di chuyển á chị bị
chị bị giật bà luôn. Bị hai hàng đi nè, hai cái giò bên như hai cái bắp chuối, cái bà đi vậy nè đó, cái bà bị lâu lâu, bà lâu lâu á, không nhiều nhưng lâu lâu bà đứng vậy nè. Con gái tuyết là phải biết sao không, cái đầm nó dài, người ta đi người ta sợ dắt, người ta không phải con gái người ta không quen, cho nên là người ta đi nó lận khận thiệt. Hồi nãy nó bị đi vô cái lòng lận khận thiệt. Nhưng mà em thông cảm cho bạn này, tại vì chị Tuyết á có những cái rất hay, ví dụ chị lướt nhưng mà lâu lâu chỉ như thế này, cái thành ra bạn kết hợp đó anh thì nó sẽ hơi bị giật ngược chút xíu, nhưng mà lần sau mình cũng giật ngược, sử dụng cái động từ giật ngược đi vậy. Dạ, chính nhưng mà thế này nè, đây là kinh nghiệm ha. Là mình chéo chân lại đứng hay là gì đó cho nó đẹp. Ai đàn ông quá ghê quá. Thực ra là chị chỉ nói như vậy thôi, trong em nó ra cái nữ tính nhẹ nhàng thì đã có, tức là mỗi ngày mình sẽ tốt hơn. Có lẽ là hơi khắt khe một xíu với cặp này nhá, về cái phần hát á, ok tốt, nhưng ở Tuyết và Hưng đều giống nhau. Ví dụ khi mạnh nhưng nó cũng có sự dai dứt, thì ở đây mình hơi bị đều. Và đặc biệt á, bên Vương á, Vương kéo những cái câu của Tuyết, cái đuôi á rất là giống. Quang Anh hát giọng tốt, nhưng Quang Anh để ý kỹ đi, hồi nãy hát lại vẫn thấy luôn. Mình dùng cái lực của Hưng mạnh, cái đuôi của mình ngân và nó đầy, nó đều hết luôn. Cái đuôi mình bao giờ mình phải vuốt cho nó mềm và nó nhẹ và nó tình nữa. Thì Quang Anh đều bị cái vấn đề đó hồi nãy rất là nhiều. Co, dùng, đó nó như vậy. Nó hay hơn là mình cứ đều. Nó có những cái chi tiết nhỏ lên muốn cụ thể hơn, để nếu mình vào vòng trong mình khắc phục để mình trọn vẹn hơn. Chúc mừng Quang Anh và xin cảm ơn lời góp ý chân thành của chị. Như vôi dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi, dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Và đó chính là phần hòa thành của hai Elvis Phương luôn. Yêu người yêu đời, không biết là anh Trấn Thành hiện nay đang có yêu hai nhân vật này hay không? Dạ rất là yêu ạ. Nghe nó hào sảng, phơi phới lắm. Nhắc tới Elvis Phương là phải nhắc tới Lê Hữu Hà. Họ gắn liền với nhau qua nhiều tác phẩm, đó là những hình ảnh song đôi. Thì cái thái độ hát bài này là phải tươi vui và phải rất là thoải mái. Thì trước tiên là hai anh đều có được cái điều đó. Nói về ở đây ai giống hơn thì Thành sẽ vote nhỉnh hơn cho anh Lê Trường một chút. Tại vì anh Lê Trường ảnh hát dứt khoát và ra cái âm sắc giống với lại anh Phương nhiều hơn. Về bên chú Hùng thì cũng có những cái chỗ cực kỳ giống, nhưng mà tổng thể thì không quá giống. Nhưng mà có phê bình anh Trường ở một chỗ, đó là cái phần xả vai. Khi bạn mình hát thì bên này Elvis Phương vẫn phải nhập cuộc. Nhưng khi bạn anh hát, anh rồi tôi sẽ làm gì nữa đây ta? Bây giờ tôi có hát chưa? Đúng không? Anh bị lo ra. Khi anh bước lên sân khấu là bắt đầu mọi thứ nó đã phải nhập vào con người anh rồi. Nó là một cơ thể khác, một tâm hồn khác. Anh để ý điều đó. Dạ. Cảm ơn hai người rất nhiều. Cảm ơn Trấn Thành. Cái tiết mục này á, làm Nam nhớ tới anh Elvis Phương trong một cái lần anh em cũng dàn dựng với nhau. Thì trên sân khấu không cần phải bày biện gì hết cả, mà chỉ có cái cảm xúc và tiếng hát của ảnh là nó bao trùm tất cả. Không, anh Nam nói cái này em đồng ý nha. Lần trước em đi ăn sinh nhật của anh Đàm. Anh Đàm hát, rồi chị Thanh Hà hát, rồi Hồ Ngọc Hà hát, rồi mọi người. Tới phiên anh Elvis Phương anh lên sân khấu, trời ơi, anh quất một bài xong là ở dưới mà coi như là lẳng lặng ngồi nghe, mọi người trầm trồ mắt mà im phân phát hết. Mà nghe anh hát xong, xong rồi đứng dậy vỗ tay, xong là cái là anh làm liền ba bài luôn. Mọi người kêu nữa đi, mo là đúng như cái kiểu anh Nam nói là đó. Không cần làm gì hết, chỉ đúng giọng hát mà phan tới thôi là mọi người đều xỉu hết. Thiệt sự, tiếng hát cộng với cái bản lĩnh và cái năng lượng từ cái ngôi sao đó, nó có thể chiếm lĩnh tất cả sân khấu và không cần một yếu tố gì khác trừ khán giả hòa theo mà thôi. Và cái ca khúc này Yêu Đời Yêu Người chọn ai bây giờ, đó là một cái bài toán cũng rất là đau đầu. Nếu mà khó như vậy nhờ hai chị Tuyết với chị Tư mình gỡ rối tơ lòng giùm. Chú Mạnh Hùng bài mở màn chú hát không giống bằng Lê Trường. Qua tới bài 2 chú hát quá giống Lê Trường, không giống. Đúng. Qua tới bài 3 Lê Trường hát tốt hơn chú. Là sao? Có cách giải quyết, rớt hết hai người. Nhưng nếu mà nhìn sâu một chút xíu về cảm nhận nha, giữa chú Hùng và Lê Trường thì Tuyết vẫn thấy được cái hồn của chú Elvis Phương trong chú Hùng nhiều hơn.
cái tình cảm trong câu hát, cái phrasing, thái độ, cái thái độ của chú Elvis Phương với Lê Trường, nó sợ sợ, nó sao sao á. Cho nên đây là một bàn cân vô cùng khó tính. Mình muốn giống chú là khi chú hát mình phải giật mình cái đã. Chú hát cho mình hết hồn vậy đó. Thiệt cái đó. Giọng của chú kinh khủng. À Thành biết nha, có nghĩa là chú hùng quá, nhịp hơi không có vững lắm. Anh Lê Trường nhịp chắc hơn, nên hát những bài nào mà liên quan đến thể loại như Lê Hữu Hà sẽ hát tốt hơn. Cái trẻ hơn. Trẻ hơn. Ừ. Trẻ hơn. Cảm ơn những ý kiến đóng góp đến từ ban giám khảo và chúc mừng hai anh đã hoàn thành xong phần thi của. Trang hơi tay nữa cho tiết mục vừa rồi được không ạ? Wow, trời ơi, một ký ức tuổi thơ thanh xuân chợt ùa về. Đó là liên khúc Tình Đơn Phương và Mãi Là Người Đến Sau. Lúc mà ngồi dưới em ngồi em nghe em nổi hết cả da gà. Ủa, Minh Xù, em có đoán được là ai không? Em không biết. Không, bây giờ em không cần đoán đâu, bây giờ chị hỏi nè. Chị Minh Tiết, cứ mỗi lần mà em nghe ai đó có cái giọng hươm hươm giống chị là em lại nhìn thấy chị dính vào ghế, còn anh Thành thì sẽ cười. Như dạ, cái miệng em lúc cười bỏ hai cái bánh hamburger vô dừa. Em xin lỗi nhưng mà thật sự đó là điểm nhấn của chương trình nè. À, chị Minh Tuyết, chị thấy như thế nào ạ? Sơ sơ thôi ạ. Chắc chị chết. Chắc chị chết. Rồi một tí nữa chị sẽ chết nhiều hơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với các thí sinh để xem họ là ai, họ đến từ đâu. Đầu tiên em chào anh.
Xin gửi tới 4 vị giám khảo và toàn bộ vị khán giả lời chúc và lời chào trân trọng nhất. Em tên là Lê Vân, hiện em đang công tác và sống tại Hà Nội ạ. Lê Vân là gọi tắt là LV đấy hả? Công tác ở Hà Nội là anh làm công việc gì ạ? Hiện tại thì em đang công tác tại trường Đại học Văn hóa Quân tật Quân đội ạ. Em là giảng viên piano ạ. Giảng viên piano. Thế tại sao bạn lại đến với chương trình này? Thực ra là mọi thứ đến ngẫu nhiên thôi ạ. Và em thích được thể hiện những ca khúc của thần tượng của mình. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Vâng, tiếp theo bên đây, trời đã gây nhung lụa nè. Mày là người đến sao? Yêu em trong nỗi đau à? Đến từ đâu? Tên gì? Trời, hai con MC như ăn tươi nuốt sống ra vậy đó. Hỏi nhẹ nhàng mấy em. Trời ơi, cái gì vậy? Kinh động công chúa của tôi. Dạ em xin lỗi. Bé ở đâu nói? Dạ vấn đề nói đầu tiên cho phép em xin được gửi đến quý vị qua giám khảo và tất cả quý vị đang có mặt trong trường quay cùng tất cả quý vị đang xem chương trình qua màn ảnh nhỏ một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ lời nói đầu tiên em xin được gửi đặc biệt đến chị Tuyết à, Tuyết Vi tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Dạ tạ ơn hoàng thượng. Trời nói quá, nói luôn chưa biết tên, chưa biết tuổi luôn. Dạ, tên của em là Minh Phúc. Trời ơi, tụi Minh Tuyết không, tụi xem dạ. Xỉu luôn á. Em ơi, em đến từ đâu? Dạ, thưa quý vị khán giả, thưa anh chị MC, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. À, công việc thường ngày của em là gì? Dạ, em làm công việc tự do và em cũng có đi hát À, vậy hả? Rồi chào em Minh. Dạ, em cảm ơn anh chị MC xinh đẹp rất nhiều Trời đất, còn nói gì nữa, vỗ tay cho Minh Phúc. 10 tràng hỗ tay. Minh Xù nói nghe nè. Sao mà chị bực mấy cái thí sinh mà nói thật như vậy luôn á? Tại vì dù mình có đẹp đi chăng nữa mà nói như vậy chị rất là ngại. Vậy đó hả chị? Em nói cái câu đó em mới không biết ngại. Đó. Tiếp theo, một bộ đồ rất là hoàng gia. Sao chàng sao trai? Đâu ở đâu? Trả lời đi. Chị đến từ đâu? Dạ em lần đầu tiên em xin phép gửi lời chào đến 4 vị huấn luyện viên. Em rất là hâm mộ. Và xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt tại hôm nay và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình và xin chào hai anh chị MC. Ngộ ha. Chào anh. Cái giọng nói chuyện là của Mr. Đàm mà hát là của Minh Tuyết. Dạ vâng ạ, dạ tại vì giọng chị Minh Tuyết cũng hơi khàn khàn ạ. Cái giọng bạn lạ lắm luôn, khi bạn nói tôi không nghĩ là bạn nói thấp như vậy. Mà hát lên cái tông Minh Tuyết thì thật sự là tôi bái phục bạn luôn á. Dạ. Cảm ơn anh Thành rất là nhiều ạ. À, dạ anh, 40 phút trôi qua em vẫn chưa biết anh ở đâu rồi, tên gì ạ? Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trọng Vương và em ở tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và nghề nghiệp của em hiện tại là ban ngày thì em đi làm trang điểm tự do, còn chiều tối thì em phụ mẹ buôn bán mì Hoành Thánh đồ á, của mì Hoành. Hoành Thánh qua đây. Ở quán này. Từ Hoành Thánh. Cảm ơn em. Rồi. Mình tràn qua cái người cuối cùng. Cái người này trong bóng đêm mà hát nghe y đúc một chàng trai qua bao nhiêu năm tháng vẫn không thay đổi về nhan sắc, rất trẻ. Đôi khi bên anh thơ ngay mà dặn lòng đừng nói ra. Vậy thôi đừng nói nữa. Không không phải nói chứ cho người ta biết tên gì ở đâu. Mời em. Lời đầu tiên cho phép đang trường xin gửi tới 4 vị ban giám khảo, quý cô chú, anh chị cùng các bạn trẻ trong trường quay ngày hôm nay một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Cái nhất. Nhất. Giống à. Giống à. Ý đúng luôn. Khoan hỏi nè, anh Sền, anh thấy sao? Không còn lời gì để nói, đang trường nhập em hả em? Dạ. Anh đang trường là thần tượng của em 23 năm rồi ạ. Rồi ăn ngủ cũng đang trường đúng không? Nhà chắc dáng hình đang trường nhiều lắm phải không? Đúng rồi ạ. Quá trời ông rồi, ông ơi. Nói cũng giống nữa anh hả? Rồi tên gì? Em xin tự giới thiệu. Em tên là Nguyễn Ninh. Và hiện tại Nguyễn Ninh đang công tác và sinh sống tại thủ đô Hà Nội. Hay. Hay. Trời ơi, nói giọng miền Nam rạc được luôn. Ôi cái này là đúng là hiện tượng mãn gia đấy. Là dã man đấy. Trời ơi. Năm nay nhiều bất ngờ quá, nhiều bất ngờ quá. Anh Nam, anh thấy sao anh Nam? Bài hát Tình Đơn Phương là một cái bài hát rất là kinh điển mà nó gắn liền với cái hình ảnh là anh Bo đang trường với cái mái tóc bổ luống ở giữa đó. Và lúc đó thì thanh niên ai cũng làm một cái kiểu đó, hồi đó anh cũng có làm kiểu đó luôn. Cũng chia ra rẽ 5 năm, mà rẽ rất là đều. Giờ lớn đó. Rồi, ảnh bới đầu cô dâu rồi. Anh phải bới cô dâu vậy thì mới chặt lại được cái áo xương xa hạt lựu của Giang Thành. Hồi nãy tôi không cản là anh đội cái mấn đó nha. Cái mấn có 3 hộp bự. Không biết chị Cẩm Ly, chị cảm thấy như thế nào ạ? Ly nghĩ không phải bản thân Ly đâu mà tất cả quý vị khán giả ở đây
cảm thấy rất là nhiều điều bất ngờ lắm. Cái đầu tiên mà Ly cảm thấy rất là vui là bởi vì tìm thấy lại những ký ức ngày xưa, đúng như anh Nam nói. Tại vì những cái bài hát này nó quá lâu nhưng mà nó khi mình nghe lại vẫn sống mãi những cái thời gian đó. Thật sự là quá hay. Được thư lần này buồn lắm em ơi, nhưng chẳng qua từ đời. Bao nhiêu lần thương, bao nhiêu lần nhớ, biết người thờ ơ nhưng sao lòng còn thương nhớ. Vì mơ mộng nhiều, ngày cưới xe hoa chấp nhận từ đây, tình trôi theo tháng ngày. Thôi bây giờ anh xin trả cho em khăn tay anh còn giữ, em trả cho anh lời đắng cay làm chi, em trả cho anh lời cay đắng làm. Vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng, nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần say từ nay xin trôi. Trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng, nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần say từ nay xin trôi từ, nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần say xin trôi từ, nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần say từ nay xin trôi từ. Nãy khóc quá khóc, hy vọng rằng bài này Lá Thư cuối cùng sẽ khép lại giai đoạn khóc này. Thái ơi, có phải là Thái rất là ít đứng trên sân khấu không? Thậm chí em còn chưa đi hát đám cưới bao giờ. Lần này là lần thứ mấy đứng trên sân khấu hả? Lần đầu tiên luôn ạ. Lần đầu tiên à? Một tràng pháo tay dành cho bạn đi ạ. Nhưng mà mình sự hỏi cái là bạn đi thi cuộc thi này là do bạn muốn tham gia cuộc thi, rồi có ai ủng hộ hay không? Có ai ép không? Dạ, ép thì không có ai ép ạ. Bởi vì là ở quê thì cái công việc chính của em thì là làm kinh tế nông nghiệp và cũng là lao động chính của gia đình. Cho nên là khi mà bỏ thời gian và công sức để đi tham gia một cuộc thi thì là nói chung về gia đình thì cũng không muốn cho em đi tham gia. Bởi vì là ở quê mà công việc chính là lao động chân tay thì gia đình muốn là ở nhà để làm việc thì nó sẽ hiệu quả hơn, bởi vì là mọi người không tin rằng là em có cái khả năng đi ca hát được. Vậy thì bây giờ anh về anh nói gia đình anh là họ hiểu sai rồi đó. Thật sự ra mà nói thì anh cũng có khả năng chứ mà là không.
Cái vấn đề hiện nay rất lớn ở anh đó là sự tự tin mà thôi. Hát cũng hay đấy, chỉ có cái là anh thiếu những sự xử lý nha, thiếu cái chuyên nghiệp của mình và thiếu cái tự tin. Uổng nhiều khi không, đang hát ở nhà gạo tiền con vợ nó kêu quá có trời. Có người cản nữa. Người cản. Anh ơi về điện nước, anh ơi điện tăng, nhà tăng. Anh ơi, em nghĩ là để giải quyết vấn đề tự tin cho anh Thái thì anh hãy lấy cái sự tự tin nhất của anh hàng ngày á, lúc mà mình trong bưởi. Bưởi à? Trong bưởi. Anh hát như hái bưởi cho em. Hát quá lần. Bậy. Bậy bậy bậy. Hái bưởi lúc đó mệt lắm em. Hái nắng nóng, hái giống như là lúc thu tiền bưởi. Thu tiền, thu tiền. Hát như thu tiền bưởi cho em là tự tin liền. Không, mà đứng cạnh anh này thấy dễ thương lắm, nhìn anh hiền, anh chân tự chân tin lên. Bây giờ mà lên. Muốn anh phấn chấn lên là Khả Như, em chuyển liền vô tài khoản gia đình anh 10 triệu đồng. Phấn chấn anh hát thiệt là vui liền nha Như nha em. Trời ơi, cái chuyện đó đâu có ai làm hay hơn em ngoài Trấn Thành đâu. Cảm ơn em Trấn Thành rất nhiều. Dạ, tiếp tục ạ, anh Hoàng Nhật Nam, mời anh. Anh Quang Thái, anh đã có gia đình chưa? Thưa anh, là em đã có gia đình và có hai cháu ạ. Hai anh cháu. Anh nghe hả anh Nam, vợ bây con giờ ta réo nhà kìa. Đó. Bởi vì sao mà tôi hỏi cái điều đó? Vì tôi đang hình dung ra là ở một cái không gian nào đó trong cái khu vườn nhà của mình hay là trên cánh đồng gì đó mà anh cất cái tiếng hát rất là ngọt ngào như vậy lên đó, thì nó rất là lãng mạn. Và tôi nghĩ chắc đó cũng là một lý do mà anh cưa được bà xã, phải không? Anh làm em nhớ đến cảnh tượng là nhưng em nào hay hái bưởi đó, cho em nhiều quá. Thật ra là cái sự hiện diện của anh với chương trình và cái sân khấu hôm nay á, nó khẳng định thêm rằng là mọi người ai cũng có quyền để thể hiện cái khát khao và cái đam mê ca hát của mình cả. Và thực sự là khi nói đến cái nghề nghiệp của anh á, và nói là anh chưa bao giờ bước lên sân khấu chuyên nghiệp mà để trình diễn như được vừa rồi, thì bản thân Nam ngồi xem dưới này cảm thấy rất là tự hào về anh. Cảm ơn anh. Không biết là cái dòng sau có được nói không? Nói gì với gia đình nhà cái? Em đã dành 6 năm, em gần như là tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Em mua một cái khu đất ở trong một cái khu nó rất là xa với lại khu dân cư. Thì là em có làm xây dựng một cái mô hình kinh tế trang trại. Cái công việc của em thì sau 5-6 năm thì là nó sẽ một cái mô hình nó sẽ cho cái thu nhập ổn định, để là vợ ở nhà có thể là không phải vất vả để lo cho các con. Thế để em yên tâm, bởi vì em rất là thích ca hát từ những cái năm mà em còn chưa lên 10 tuổi. Thì kể cả như là ở nhà em là ngày xưa bố mẹ em cũng biết là em học hành không được đến đâu, bởi vì cũng chỉ vì thích ca với hát thôi. Thế cho nên là cái khoảng thời gian mà 6 năm thì là nó cũng không phải là ngắn. Thì là bây giờ hiện tại bây giờ em đã được đứng trên sân khấu của chương trình, thì là dù được đi tiếp hay không đi tiếp thì em cũng rất là thoải mái thôi. Em muốn có cái dịp cọ sát, em học hỏi từ ban giám khảo, từ các bạn thí sinh. Và qua đây thì em cũng muốn nhắn nhủ với lại là người thân, gia đình của em là thực ra thì cũng là hãy cho em sống với cái đam mê của mình thôi. Ok. Và tiếp theo sau đây là một ca khúc trong một cái hoàn cảnh mà người bạn rất thân của Hưng, đó là nhạc sĩ Minh Vy. Trong cái hoàn cảnh mà Cẩm Ly gì á cũng rất thân đang lưu diễn ở bên nước ngoài, và rồi Minh Vy đã sinh cho Hưng một đứa con tinh thần. Ca khúc này được ghép từ những tựa đề của 63 ca khúc nổi tiếng. Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc được mang tên Ngẫu Hứng Bolero.
đêm lạnh lùng. Đêm đông thành phố mưa bay, khi nay em đã đi rồi, trộm nhìn nhau tình đời ngang trái. Mất đắng tình yêu trong biển sâu, xa pháo nhà ai em về với người. Sáng ngang một chuyến xe hoa, cô đơn tan nhớ nhau hoài, buồn ăn ăn ai khó vì ai. Đêm lang thang một mình mang theo có nhớ, trả lại em chuyện ngày xưa, giọt lệ sầu trách ai vô tình. Chuyện đêm mưa kỷ niệm nào buồn không em, dấu tình sầu nào phôi pha, đêm tâm sự sao tôi vẫn nhớ. Qua cơn mê yêu người là như thế đó, thu sầu tôi vẫn cô đơn, giận hờn nào phố đêm mưa bụi, tình bơ vơ giá thư nghẹn ngào không em. Túi phận chờ người tôi yêu, duyên kiếp mình cay đắng bờ môi. Tháng sáu trời mưa, mưa nửa đêm, hai chuyến tàu đêm tiễn đường người tình. Đêm hoang vầng trăng si tư, mưa đêm tình nhỏ mong chờ, trả lại em trăm nhớ ngàn thương. Đêm hoang vầng trán suy tư, mưa đêm tình nhỏ mong chờ, trả lại em trăm nhớ ngàn Diệu. Anh làm gì với cổ bộ của mình vậy? Ôi giật mình luôn. Đang hoang mang bé. Sao vậy? Anh Hưng, anh về đi anh thi gì nữa. Trời ơi, nó giống từng giây một, chứ không phải là từng phút. Nó giống từng giây một, từng cái bước đi, hơi thở, động tác, ánh mắt, dáng đứng, tư thế, cách cầm áo, cách choàng khăn, cách đeo bông tai nhuộm đầu highlight. Trời ơi, đó là Mr. G. Tôi biết nói gì với bạn đây. Tôi im lặng. Anh nghĩ là em đã từng diễn và hóa thân thành Mr. Đàm rất rất là nhiều lần để đạt được cái độ điêu luyện như là một cái phiên bản Mr. Đàm thứ hai như thế này, đúng không? Bởi vì là từng cái bước trên sân khấu em đi đều đã có một sự tính toán vô cùng kỹ lưỡng, thậm chí là một cái động tác cởi chiếc áo khoác ra, kéo mic ra xa để mà chiếc áo khoác đó nó được nằm gọn trên tay mà vẫn đảm bảo được cái phần âm thanh lúc đó. Mà rất là điêu luyện nha. Rất là điêu luyện mà hình dáng vẫn đẹp, không có một cái gì gọi là vụng về lúc đó cả. Anh nghĩ là tất cả đều là gọi là một cái sự nhập hồn của Mr. Đàm. Trong cái tiết mục này, anh nghĩ là chắc cả 100% luôn. Đúng. Riêng cái bài này, ngay thời điểm này, tôi có thể nói là 100%. Lần đầu tiên tôi nói bạn là tuyệt đối luôn, chứ không có tương đối. Khủng khiếp thật. Em xin cảm ơn rất nhiều. Mà chị chỉ thấy em thất bại có một điều. Tại sao bao nhiêu lâu nay hát giống vậy mà không ốm xuống đi rồi giả giả ông Đàm Vĩnh Hưng đi hát. Dạ, kiếm nhiều tiền. Vâng, em xin phép ngắt lời chị Minh Tiết là trước khi mà em casting chương trình này thì em cũng có sự góp ý của anh Minh Vi là giảm cân, thì em cũng giảm được 3 cân rồi. Giảm 3 cân rồi. Chứ không là em hôm nay là không được thu gọn như này đâu. Bạn cố gắng nha, thực phẩm không chừa ai bao giờ.
dẫu cho anh cho em bao nhiêu nghi ngờ. Em xin yêu anh trong giấc mơ, để khi bóng đêm trôi qua nhanh, lòng vẫn bơ vơ. Em xin yêu anh trong nỗi đau, bình khơi xa cô đơn bao đêm sóng trào. Em xin yêu anh trong đớn đau, vì em đã mang anh trong tim từ giây phút đầu. Xin bên em một đêm thôi, để em yêu anh trong cuộc đời. Ta cho nhau một đêm vui, rồi mai đây khi đời thay đổi, yêu thương tan thành mây khói. Khi con đam mê, nhớ yêu anh yêu trọn cuộc đời. Nhưng yêu thương là mơ thôi, để hôm nay mưa buồn giăng lối, em bước chân đi cho quên một người. Cho quên một người, những yêu thương là mơ thôi. Để hôm nay mưa buồn giăng lối, em bước chân đi cho quên. Mọi người có thể hát theo cùng Minh Tuyết được không ạ? Một người anh xin cảm ơn được khán giả rất nhiều. Trọng Vương, ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, ca khúc Muộn Màng vừa rồi. Em trai lấp lánh ơi. Dạ. Hỏi thiệt nha. Dạ. Thật ra anh thông cảm cho mấy bạn nam mà hát tông nữ lắm. Mặc dù biết là hát nổi đó, nhưng mà khi mà ai kêu mình ngoài giả giả vui vui rồi đó, hiểu không, thì mình ca một đoạn thì nghe rất là hay. Nhưng mà biểu em đu hai lời của một bài hát trọn vẹn thì đôi khi cái nốt treo nó treo hoài, nó cao quá. Hỏi thiệt, có thấy bị đuối không? Dạ không có đuối, và bình thường, nhưng mà có điều là nó không có được tống hơi ra nhiều. Đúng rồi. Đúng đó. Dạ. Cái đó là cái khó của đó, người con trai giải giọng con gái. Tại vì mình dạ. phải ém cho nó mềm. Bình thường em không bị, mà chắc do tiếp xíu áp lực nên thành. Có nghĩa là em nghĩ là mình sẽ có thể hát tốt hơn những vòng sau đúng không? Dạ em nghĩ nếu mà có cơ hội đi tiếp vòng sau thì em sẽ cố gắng hơn ạ. Bình thường thì bạn có hay hát những bài hát của nữ và đặc biệt là giọng của chị Minh Tuyết không? Em đi ăn sinh nhật bạn, đám cưới, hoặc là đi hát cho những tiệc tùng á, hầu như là em hát nhạc chị Minh Tuyết không à. Rồi, không nói gì nữa. Nói gì nữa. Nói gì nữa. Chương trình này chương trình của Minh Tuyết. Ốp phàn Minh Tuyết. Minh Tuyết cho những người bạn. Đúng rồi, Minh Tuyết và những người bạn. Dạ xin mời chị Tư. Đối với Ly thì nếu như mình hát được á, tông á, mà mình hát cao lên tí xíu nữa thì nó sẽ ra chị Tuyết nhiều hơn. Đặc biệt ở hai bạn luôn, Vương cũng như Phúc. Chị thích nhất là cái đặc trưng của cái người thần tượng của mình là cái độ rung ở cái đuôi câu. Chị Tuyết có cái đặc trưng, cái giọng rung đó lạ lắm, ít có người có lắm. Hai bạn đều có hết, nhưng mà Ly vẫn thích cái tình, cái uyển chuyển mềm mại thì bạn điêu luyện hơn. Còn thí dụ như chẳng hạn như bạn Phúc hát thì nó lại ém lên, cái giọng nó lại the thé lên, nó hơi nó ké giọng nữ, nhưng mà nó cái độ mềm thì nó chưa có được uyển chuyển như bạn. Rất là trông chờ ở vòng sau để xem hai bạn có cái gì đột phá không. Còn đạo diễn Hoa Nhật Nam thì sao ạ? Xin mời anh. Cho anh hỏi Trọng Vương á, là em đã từng hóa thân hoàn toàn thành cô Minh Tuyết chưa? Kể cả phục trang và tóc tai make up
Anh đặt câu hỏi này làm em sực nhớ tới là lúc còn trẻ 18, 19, 20 gì đó, em có đi diễn trong mấy cái phòng trà hát với nhau, thì em lên hát chơi thôi, xong mà em hát bài của chị Minh Tuyết, thì những người ở đó người ta thấy em hát giống, xong mà người ta nói là ê, vậy em có muốn đi hát giả chị Minh Tuyết không, hàng đêm mỗi tuần thứ 6, thứ 7 vậy đó. Em đồng ý, và em nhớ là lúc em giả được 2-3 đợt sau là em nhớ là có chị Minh Tuyết vào coi một lần, và em bị té trên sân khấu. Đêm đó là chị Minh Tuyết với anh Lương Tùng Quang đi coi, ngồi bên, nếu mà sân khấu nhìn xuống là bên tay trái. Nhớ là như bữa đó giả đã không yêu thì thôi thì phải. Mà có té không? Không nhớ nổi bởi lâu quá rồi. Nhỏ khẳng định có té, thôi không té là coi người khác quá, rồi. Không nhớ nổi. Lúc mà ra về chị hỏi em là bé té bé có sao không? Trời ơi, té có sao hỏi mà không nhớ. Lâu quá rồi. Dạ, rất là lâu rồi, cũng em nhớ lúc em 18 19 tuổi, bây giờ em 30 mấy tuổi rồi thì lâu đã lâu rồi. Mười mấy năm rồi anh Sen. Mà đúng là một cái câu hỏi của anh đã gợi lại cái kỷ niệm giữa hai chị em mà. Lúc nào em cũng nhớ cái kỷ niệm đó, tại vì đó là lần đầu tiên em tiếp xúc với chị Minh Tuyết. Hay quá anh Nam, anh hỏi một câu mình kể nguyên câu chuyện. Thì anh nghĩ là câu chuyện đó là nó cũng đã diễn ra được khoảng 30 phút rồi, thì anh sẽ quay lại với cái cảm xúc của mình. 30 phút đã trôi qua. Lúc em đi từ cánh gà ra trong làn sương khói đó, và thấy em đi rất là nhẹ nhàng, và những cái biểu hiện, những cái động tác diễn của em á, nó cũng thể hiện cái sự nhập tâm của em đối với thần tượng của mình. Này hồi nãy em chợt nhớ, hồi nãy em có quay qua em nói với chị Tư, tôi đồng ý là Minh Tuyết lâu lâu có nghiêng về bên này một tí, trụ một chân. Nhưng hồi nãy cái cách bạn đi trong làn sương khói, như anh nói, đang đi bạn lú vừa trong bờ toàn màn sương khói bạn tràn ra, thì trong cái màn sương khói đó tôi thấy bạn làm như người ta không để ý, bạn có làm một động tác nó hơi liệt một bên. Cái nó bị trùm vậy nè, mình nên né những cái động tác vậy, tại vì Tuyết làm vừa phải thì nó đẹp, phải không? Biết đâu người ta bị dắt cái gì sao mà nói gì ghê vậy trời. Hồi nãy thiệt nói vậy ta mới dễ hiểu. Người ta có giải thích nè, sao? Hôm bữa người ta gặp chị Tuyết là người ta té, còn lên đây chị ta gặp Tuyết là người ta bị vấp. Quanh đúng không? Cái sân khấu nó rít quá. Thấy chưa, anh biết mà. Cái đoạn trùng trời đất ơi. Anh thấy, tôi để ý, tôi biết. 40 phút đã qua rồi mà. Dạ 40 phút đã qua. Cảm ơn bạn rất nhiều, và hy vọng là bạn sẽ cố gắng hơn nhiều nữa trong vòng sau.